kênh Zippo Gò Vấp xin kính chào anh em đam mê nha. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ lên giới thiệu đến anh em về một dòng Midnight, và bên cạnh đó thì em cũng sẽ báo giá cụ thể đến với anh em. Những anh em mà mới biết đến kênh kiếm đầu tiên á, thì cho em xin một đăng ký kênh và một like để mình tiện theo dõi những mẫu mã Zippo có trong kênh của em nhiều hơn. Và hôm nay thì em lên giới thiệu một chiếc Zippo có chủ đề về bản kỷ niệm 600 năm ngày thành lập Zippo nha anh em, từ năm 1932 đến năm 1992. Và chiếc này có tên gọi là một dòng Zippo Midnight, và nó có màu ánh đen, và ở bên trong thì anh em nhìn kỹ nó có vân xước ngang, và bên ngoài là một bề mặt bóng nha, nó rất là đẹp luôn, gọi là dòng Midnight như thế này, rất là và chiếc này thì điều đặc biệt ở chiếc này là một chiếc thuộc dòng tu niên, có nghĩa là ở dưới một đáy nó sẽ có 2 năm, và hiện tại nó là một ngược ạ. Đây, ở dưới một đáy nó có 2 năm là được đánh dấu là 1932, 1992, nên mới gọi là tu niên, là tu là số 2 đó anh em. Một đáy của nó là một đáy bằng nha. Một chiếc dòng tu niên. Đúng 60 năm thành lập Zippo. Emblem của nó là emblem zinc. Em đang quay rất là gần. Những anh em mà có theo dõi kênh của em và sưu tầm á, thì sẽ thấy được cái chiếc này nó cũng nằm trong những cái bộ sưu tập của hãng. Rất là đẹp, một emblem rất là sắc sảo luôn, nó trải qua rất là nhiều giai đoạn. Về một cái biểu tượng của công ty Zippo, rồi nó có dòng chữ hai bên là hai bông lúa nữa, rồi nó có dòng chữ 60 th anniversary, dưới này là nó ghi mốc kỷ niệm 1932 đến 1992. Và chiếc này thì em về với tình trạng là máy xài lướt nha anh em. Đã qua sử dụng nhưng mà mức độ sử dụng rất là ít luôn. Cạnh viền của nó đây, mặt sau của nó thì có xước rất là nhẹ. Đây là cạnh viền bản lề nha anh em, bản lề của nó là bản lề năm cháu thẳng hàng và khép kín. Và chiếc này thì ngay chỗ cạnh viền thì nó đã bị chóc đi cái lớp Midnight, nó còn một lớp chrome bóng đây. Thì sao những anh em mà có thường hay hỏi vấn đề là khi mà mình sử dụng thì sau này cái bề mặt của dòng Midnight này nó sẽ ra màu gì, thì đây thì anh em sẽ thấy nè, nó ra một lớp chrome bóng ở bên trong rất là đẹp nha, là ra một lớp màu trắng á, gọi là lớp chrome. Cạnh viền trên nách nha anh em. Âm của nó nghe tốt lắm ạ, như thế này. Tại vì bên em là âm là em để nguyên viên chứ em không can thiệp chỉnh âm. Cạnh viền bản lề của nó đây, bản lề anh em thấy nè, bản lề cái hai đường gạch sọc rất là mảnh nha, chứng tỏ nó va chạm với búa rất là ít luôn. Cạnh viền bản lề ở dưới, một chiếc quá là ok nha anh em. Về chiếc ruột của nó cũng là một chiếc ruột thép, được dập 8 la mã là năm 1992 tháng S. Một chiếc ruột thép zinc hãng. Anh em thấy nè, cái buồng đốt của nó rất là xước nhẹ nè. Một chiếc ruột xài lướt quá là đẹp, bánh xe rất là bén luôn. Bản lưỡi gà của nó bên trong là lưỡi gà vuông, hai bên mép có chặt góc, tim có dây đồng, chặn xăng và ốc đá rất là mới nha anh em. Và chiếc Zippo dòng Midnight tu niên 1932 1992, bản kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Zippo, thì chiếc này em xin phép giao lưu đến anh em có giá là 2,1 triệu nha. 2,1 triệu. Bên cạnh đó thì em sẽ bao phí ship đến với anh em và tặng kèm anh em một vỉ đá vàng chính hãng như thế này. Và nếu anh em đây là một chiếc xài lướt, thì anh bên hiện tại ở nhà em thì cũng có một chiếc giống như này về nguyên, có hộp luôn đầy đủ, thì đó là một chiếc new thì giá nó cao hơn. Thì anh em muốn cây xài lướt hay cây new thì cứ inbox cho em nha. Trước khi kết thúc clip này thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Zippo đã tin tưởng và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo Gò Vấp dưới ra của em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau.